Ăn rồi mọi người. Dính. Đây là mọi người. Ok. Rồi, tôi đưa cho mọi người coi một cái. Ngon quá. Rồi. Đây. Rồi. Ok ha mọi người ha. Hết cũng được. Rồi, mập ú rồi mọi người. Hết ruộng rồi. Rồi, bị tháo ra nha. À, Quy chào mọi người nha. Hôm nay Quy tiếp tục Quy đi nhấp ếch nha mọi người. Tại vì cái đang vô cái mùa ếch á thì được chừng có còn tầm tháng nữa. Đó mọi người coi. Nước ở ngoài ruộng thì nó ngập hết rồi, ngập hang hết rồi. Ếch nó dạt vô mấy cái mé bờ nè ha. Bây giờ hôm nay Quy xài cái cây cần này 6m3, Quy nhấp bằng mồi nhái nha mọi người. Đó, cây này là cây 8H ha. Độ cứng của nó 8H. Quy nhấp dài dài từ đây vô tuốt tới trong kia. Rồi có ếch bây giờ có, nếu mà Quy nhấp có ếch thì Quy quay lại cho mọi người coi ha. Mọi người cảm thấy hay thì mọi người cho Quy xin một like nha mọi người. Quy cảm ơn mọi người rất nhiều. À, thì có mọi người hỏi Quy thì Quy nhấp ếch bằng cái lưỡi nào thì đây Quy quay cho mọi người ha. Đó. Quy nhấp ếch bằng cái lưỡi này, cũng là nói chung là lưỡi cá bóc rồi mọi người, nhưng mà dạng mà nó size nhỏ hơn lưỡi cá bóc hai size á mọi người. Đó, thì đây. Chì này thì Quy xài chì 5 thôi. Mấy cái dải tô đỏ này Quy cột vô cho nó nhạy màu, con ếch nó khoái mấy cái màu đỏ đó mọi người. Thì mình ấy vô thêm. Nếu mà mình không móc nhái vô đây á, mình móc ốc bu vô vẫn được ha. Rồi ha, nếu mà không có gì luôn á, mình nhấp bằng cọng dải đỏ này nó vẫn ăn nha mọi người. Rồi, Quy quay cái lưỡi với lại cái tóm cho mọi người coi. Rồi, bỏ xuống cái lỗ này thử cái coi mọi người. Đây. À, nó ăn luôn mọi người, đây nè mọi người, nó ăn luôn đây nè mọi người. Đây đây, vên rồi mọi người. Đây. Ok, ngon quá mọi người ơi. Hôm nay ếch quá trời luôn. Ui, trống cái chừng máy lại một cái rồi. Rồi, đây. Ok ha mọi người ha. Đó, ếch quá đã. Rồi, bị tháo ra nha. Ếch ngon ghê. Ok mọi người. Đó. Rồi, quá đã mọi người ơi. Để bỏ thùng nha. Trời mọi người coi nè, mọi người coi nè. Đây nè. Đây nè. Trời ơi, nó ăn luôn rồi mọi người, cũng rắn ráo. Trời ơi, đỏ đỏ đỏ. Ghê chưa? Đó. Đây nè. Trời ơi. Nguyên một con rắn ráo luôn nha mọi người. Quy bỏ xuống, Quy nhấp ếch mà nó quất luôn. Đây, Quy quay lại cho mọi người coi ha. Đó, Quy móc nhái ha. Giờ bỏ xuống cái bờ trước mặt thử coi. Nãy Quy thấy nó đã có động ngay cái bờ trước mặt đây nè. Ok, thử kéo cái cần ra một cái. Đó, đây nè mọi người. Nãy nó nhảy nó đâu đây nè. Trời, nó ăn kìa mọi người. Đây này, đây. Đây, đây. Nó gịch cứng ngắc luôn rồi mọi người ơi. Thôi nó táp nó gịch cứng ngắc luôn. Dính rồi mọi người. Đây nè, để Quy đem nó lên. Nó quấn một nồi cây dưới rồi. Nè, nó ăn nó gịch vô cái nồi cây. Để Quy xuống Quy chở cho mọi người coi ha. Con này lớn lắm mọi người ơi. Con ếch này to. Đó. Con này to lắm mọi người. Đây nè. Con ếch này bự. Con ếch này bự lắm.
cắm cái chân máy cái quỳ khởi cho mọi người coi. Rồi công vậy nó mất tiêu rồi ta. Bự nó ăn nó gịch nó gòn tốt ở dưới cây luôn đó mọi người. Ếch mập rút cán luôn mọi người ha. Rồi quy tháo ra nha. Ok nó gòn một nồi cây dưới nè. Giờ để quy gỡ con ếch ra trước cái đó xong rồi quy tháo gửi ra sau. Rồi con ếch mập ú luôn. Rồi ok ha mọi người ha, quá đã. Ờ mọi người, lọc mới dính ếch trời quá lửa luôn à. Trời dính ếch nha anh Quy. Quá trời đã luôn ha. Con này phải ba bạn à. Đó, quay cho mọi người coi. Quá đã. Rồi ok. Rồi chào mọi người luôn. Đây có con ếch nó đang ăn rồi mọi người. Đó 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 mọi người thấy cây ở dưới không? Đây, dính rồi. Ok. Con này là cũng được rồi mọi người, để video rồi. Hồi nãy dính con rắn quy bớt, quy nắm, quy kéo, quy gỡ, quy tháo, quy thả. Khúc đó quy làm hai tay, quy không có kịp, quy quay cho mọi người coi. Khúc quy thả con rắn rồi. Ok ha mọi người ha. Cũng được, rồi không quy tháo ra. Đó, anh Phi với anh Hiền thì đang nghỉ mệt ở đây ha, anh Phi. Anh Hiền. Rồi ngay sau lưng đây nè mình có cái bụi con nhúc nè mọi người. Đây giờ mình bỏ xuống mình đây. Đó 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 mọi người thấy không, nó nhào ra đó đó rung linh luôn. Rồi vô. Rồi nó gặm rồi đó mà. Đó mọi người dính. Dính, con này trọng à, con này trọng à. Ui đã ghê chưa. Ây da, kiến nó cắn. Úi dại chân máy rồi, đưa mọi người coi. Ok mọi người. Dễ gì rớt được. Đây, ok. Đã mọi người ha. Con này mập ú. Con lành ghê. Đó. Nó vào nó ăn rung lên luôn. Cái đó lằn trứng với bột chiên giòn. Nó ăn rồi đây rồi mọi người. Đây nè. Trời ơi đã quá mọi người. Ok ha mọi người ha. Đây quay sữa chân máy rồi cái. Dạ. Rồi, ok mọi người. Đây quay đưa vào cho mọi người coi một cái. Nó hơi bị cây cần nó dài đó mọi người. Nó hơi bị dướng díu ha mọi người ha. Ok, con này mập ú à. Rồi, ok mọi người ha. Rồi, rất đẹp. Đó, đó 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 nó nghe động nó vào rồi nè mọi người. Đó mọi người nghe nó tám không. Dính con này to mọi người ơi. Đây rồi dưới lên con. Này xuống một nồi con này to. Tôi xuống đây gỡ cho mọi người coi ha. Câu này dướng dữ lắm mọi người.
Đây nè mọi người. Ok, ngon ha mọi người ha. Hôm nay đi quá trời ếch luôn á mọi người. Rồi. Cái này nãy có cái lùm này nó nhảy ra ngoài kia một con nữa, giờ mình nhấp ra cái lùm ngoài kia nó nha mọi người. Cái này nó có cái lùm ngon quá rồi. Ok. Đó 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 mọi người thấy không đó. Đó. Nó lao lên khỏi mặt nó táp đó. Đây nè, đây nè. 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 Mọi người thấy không? Nó bạo lên luôn mà. Chỗ nào mà có ếch là nó bạo lên luôn à. Đây, đưa cho mọi người coi. Đưa lại vậy vô. Ha. Đây. Ok. Rồi, quy tháo ra nha mọi người. Nó phóng lên luôn mọi người thấy không? Đã ghê. Rồi. Nó ăn rồi mọi người. Con này nhỏ chứ đó 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 mọi người thấy không? Đó. Dính. Con này nhỏ à mọi người. Con này không có lớn. Cũng được á. Đây, đưa cho mọi người coi. Ok quá mọi người ha. Rồi. Ui tháo ra một cái. Nó ăn rồi mọi người. Đó 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 đó. Dính. Ok. Ngon quá mọi người. Đây, quy đèn cho mọi người coi. Ếch nó thường thường mà ếch nó ở ngay mấy cái bãi rộng uống là nó cũng cỡ cỡ này không mọi người. Cao lắm nó nhỉnh hơn tí thôi. Có ếch nó ở trong mấy cái lùm như nhấp á thì nó mới có bự thôi mọi người. Rồi, ok, mình tháo ra mọi người ha. Nó ăn rồi rồi mọi người. Đó 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 đó. Đó đó, nó gặm rồi mọi người. Nó gặm cứng không rồi. Đây nè mọi người, đây nè. Đó đó, dính 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 dính. Dính, dính rồi mọi người. Trời ơi. Đây đây đây, ok. Để quay sửa cái chân máy hay quay đưa vô cho mọi người coi. Trời ơi, mất một ú luôn á. Đây mọi người. Ok ha mọi người ha. Gâu rò quy nó vừa hết pin luôn. Rồi. Con ếch này mặt rút luôn. Ở đó còn một con nữa bên ngoài biển ngoài kia kìa. Rút bị giật cái con này, cái con ngoài kia nó nhảy cà đuôi đuôi vô trong bờ á. Rồi, để quy tháo ra rồi quy hai con nhái khác quy nhấp tiếp nữa mọi người. Ếch ngon quá trời luôn. Con ếch nó ăn ngoài kìa, đó 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 mọi người thấy không? Đó. Đó. Trời ơi, vụt rồi. Đây nè, đây nè. Đó đó. Dính. Đây mọi người. Ok ha mọi người ha. Nó hơi sàn tí, rồi để quay đưa vô cho mọi người coi. Đây nha mọi người. Nó hơi xa để quy học cái cần lại. Ok mọi người ha. Đó. Quá ngon. Rồi. Rồi quy tháo gần cái quy nhấp tiếp nữa mọi người. Giờ này trời mát rồi. Chứ ếch nó chịu ăn dữ. Rồi ok mọi người ha. Rồi. Bỏ xuống cái lùm ngay đây thử coi nha mọi người.
đây bầm đây, ok. Đó đó đó, mọi người thấy nang không, mọi người thấy nang không, đây nè, đây nè, tháp cứng cần luôn rồi mọi người, nó tháp một cái cứng cần luôn rồi, để coi coi, đây đây. Mày xạo. Ok mọi người ha, ngon lành. Đây, để Quy đem cho mọi người coi cái đã quá trời luôn. Quy sửa cái cần Quy bạn cái. Cần nó dài nó hơi khó chịu, thấy dây nó thì ngắn. Đây. Ok ha mọi người ha. Ngon lành, quá đẹp. Rồi thôi Quy tháo ra Quy nhấp tiếp nữa nha. Ok. Giờ này chuyển mưa đen thui rồi, đen trời, ai cũng dọn đồ hết luôn rồi. Đó mọi người coi nè, ổng vẫn còn ghiền nữa, ổng đứng ông bào nữa. Đó. Nhất định là không chịu về mà phải bắt được một con ở đây mới chịu về mà. Thôi mọi người thấy không, ổng đứng ổng lì nè, ổng lì cái giấc chiều nè, mọi người cho mọi người coi nè. Đây đây, con hết chập bá luôn nè, thấy không. Đó, mới vừa nói với mọi người xong. Đó, trời ơi mọi người coi con hết nè. Ở thuốc ngoài á, đó. Mẹ nó không có nhấp ra ngoài là không bắt được nó. Thấy chưa, ai cũng dọn đồ hết rồi, ổng đứng ổng lì, ổng bào. Quá trời con hết đã luôn, khiếp đảm thì. Rồi. Đó, giờ bắt đầu bắt nhái, bắt ếch rồi. Đó, mọi người coi nha. Rồi, à, trời, ngon lành không. Đó, giờ anh em dọn đồ về rồi đó, giờ bắt ếch bỏ vô. Đó, bắt bự không. Quá trời, mọi người. Đây, anh Hiền kêu anh Phi cũng một thùng luôn kìa. Đó, nay đi ba anh em, ai cũng 30-40 con trở lên đó đó mọi người ơi.